Kính thưa quý phụ huynh, thưa toàn thể các cháu học sinh thân mến, có thể thấy, trẻ trong độ tuổi mầm non là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng khi có dịch bệnh COVID-19, vì sức đề kháng, kỹ năng tự phòng chống bệnh dịch còn hạn chế. Để đảm bảo an toàn chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trước sự bùng phát, diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Kim Bôi, Trường Mầm non Hoa Phượng thị trấn Bo thường xuyên tổ chức phun khử khuẩn khuôn viên trường lớp cũng như lau rửa sạch sẽ đồ dùng, đồ chơi. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế để theo dõi sức khỏe của cán bộ, giáo viên nhằm phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện mắc bệnh và khai báo với cơ quan y tế để được thăm khám điều trị kịp thời. Đặc biệt là việc đảm bảo dinh dưỡng hợp lý với độ tuổi, thể trạng của trẻ em nhằm tăng cường sức đề kháng cho trẻ em, thường xuyên cho các con mang khẩu trang, rửa tay sạch sẽ để phòng tránh được dịch bệnh COVID-19. Chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh trong các hoạt động một ngày của trẻ ở trường. Cụ thể, giáo viên luôn đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết tại trường. Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Rửa tay trước khi đến trường và sau khi ra về. Hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tại các thời điểm trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, trước khi ra về, khi thấy tay bẩn. Hướng dẫn trẻ thực hiện giãn cách phù hợp trong các hoạt động. Giờ đón trẻ đến cổng trường, trẻ được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Giờ học, mỗi trẻ ngồi một bàn học riêng biệt, đeo khẩu trang và khoảng cách an toàn. Giờ ngủ, đảm bảo mỗi trẻ ngủ chăn gối riêng biệt và giữ khoảng cách an toàn. Giờ ăn, đảm bảo mỗi trẻ ăn ngồi một bàn, ăn khay riêng biệt và giữ khoảng cách an toàn. Ở lớp, giáo viên chuẩn bị cho trẻ cốc, bình nước uống riêng. Trường Mầm non Hoa Phượng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh, cha mẹ học sinh và cán bộ tại trường. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại trường học. Kính thưa quý phụ huynh, thưa toàn thể các cháu học sinh, định nghĩa mới nhất về F0, F1 và các ca bệnh giám sát. 3 yếu tố xác định ca bệnh giám sát nghi ngờ. 1. Tiếp xúc gần F1 và có ít nhất 2 trong số các biểu hiện lâm sàng như sau: sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, giảm hoặc mất khứu giác, đau, nhức đầu, tiêu chảy, khó thở, viêm đường hô hấp. 2. Có yếu tố dịch tễ, không bao gồm F1 và có ít nhất 2 trong số các biểu hiện lâm sàng như trên. 3. Có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Người có yếu tố dịch tễ không bao gồm F1 có mặt trên cùng phương tiện giao thông hoặc cùng địa điểm, sự kiện, nơi làm việc, lớp học với ca bệnh xác định F0 đang trong thời kỳ lây truyền. 4 yếu tố xác định F0. 1. Có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 bằng phương pháp PCR. 2. Tiếp xúc gần F1 và có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính. 3. Có biểu hiện lâm sàng nghi mắc COVID-19, ca bệnh nghi ngờ và có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính và có yếu tố dịch tễ, không bao gồm F1. 3. Có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính 2 lần liên tiếp, xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1 và có yếu tố dịch tễ, không bao gồm F1. Sinh phẩm xét nghiệm nhanh phải thuộc danh mục được Bộ Y tế cấp phép. Xét nghiệm nhanh do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. 4 yếu tố xác định F1. 1. Có tiếp xúc cơ thể trực tiếp, bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể, với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. 2. Đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút F0 khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0. 3. Không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét
hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. 4. Trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị F0 khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân. Thời kỳ lây truyền của F0 được tính từ 2 ngày trước khi khởi phát. Đối với F0 có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền được tính từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị CT lớn hơn hoặc bằng 30. Kính thưa quý phụ huynh và các cháu học sinh thân mến, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh ta, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh đề nghị tất cả người dân 1. Thực hiện khai báo y tế trung thực nếu tiếp xúc với các ca F0, F1, các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh và các vùng có dịch khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, viêm phổi, đau họng, mệt mỏi. 2. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế và các quy định phòng dịch của ngành y tế và chính quyền địa phương. 3. Đối với các vùng cách ly, phong tỏa, phải thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly, gia đình cách ly với gia đình, thôn tổ dân phố cách ly với thôn tổ dân phố, xã thị trấn cách ly với xã thị trấn, yêu cầu tất cả người dân ở nguyên tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. 4. Đối với những người cách ly y tế tại nhà, phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định cách ly của ngành y tế. Trường học, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 5. Mọi người cần bình tĩnh, không hoang mang, nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không đăng tin, chia sẻ các nguồn tin không đúng, không chính thức về dịch COVID-19, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, gây khó khăn cho công tác truy vết, kiểm soát dịch trên địa bàn. Hãy thực hiện 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Xin cảm ơn quý phụ huynh và các cháu học sinh đã lắng nghe. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona.